lực cái phim này cũng nặng nề lắm. Thì nó đưa lên tuốt ở trên cái cầu, nó hiểu cứ thả xuống đó rồi toàn ten ở trên, mà trời Đà Lạt nó cũng ít có lạnh lắm, cũng chưa yên đâu, xuống là toàn ten đó là chưa yên, rồi bắt đầu ngâm nước. Cái vụ án ngâm nước đó là cái vụ án mà em nhớ hoài. Anh tôi không có mập cho nên là nó lạnh một cái là nó vô tới tỉ rồi nó tê luôn. Cho nên một hoài linh khác hơn. Một cái ekip làm phim cật lực, và hy vọng là quý vị sẽ hài lòng với bộ phim Mặt Nạ Máu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.